giờ nói về ba bát hương là bát lớn thờ thần, hai bát nhỏ thờ gia tiên bà cô ông Mãnh. Vậy thì ý nghĩa bát hương nơi giáng ngự của các vị thần là cầu nối giữa người âm và dương gian. Họa tiết trên bát hương song long chầu nguyệt là hình ảnh hai con rồng đối diện nhau, và ở giữa là hình tròn tượng trưng cho mặt trăng. Ngoài ra còn có các họa tiết phổ biến như là hoa sen, rồng phượng. Cuối cùng, xin chúc cho quý vị có một sức khỏe dồi dào và công việc tràn đầy may mắn.